Cũng nhân dịp xuân quý mão, Hội đồng dân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng dân dân, các ban văn phòng Hội đồng dân dân qua các thời kỳ. Như buổi gặp mặt có phó Hức bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng dân dân thành phố Hức Lương Nguyễn Minh Triết, các phó Hức chủ tịch Hội đồng dân dân thành phố Hức Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân Thành phố Lưu Quyển Minh Triết đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố cũng như hoạt động của Hội đồng Chân dân Thành phố trong năm 2022. Với vai trò trách nhiệm của mình, thời gian qua thường trực các ban tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã thay đổi phương thức, cách thức hoạt động, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, các chỉ đạo của Trung ương, thành ủy và các nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố nhân dịp xuân quý mão lãnh đạo thành phố Hức gửi lời chúc mừng năm mới đến các nguyên lãnh đạo hội đồng nhân dân thành phố qua các thời kỳ mong các đồng chí tiếp tục đồng hành cùng hội đồng nhân dân thành phố Hức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó